Thì khi mà em tô xong em nói là bức tường nó ngã rồi tụi bay ơi, là do em, tụi em là em tô trước. Ngày mấy tầng đây nó nói ngã đâu ngã, nó không tin. Em nói về trực tiếp là nó làm cái ầm chúng là đâu có ai né được. Chiều ngày 15 tháng 9, một nguồn tin riêng của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng xác nhận tại khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định xảy ra một vụ sập công trình làm 3 người chết, 7 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút. Thời điểm trên, nhiều công nhân đang thi công công trình, một bức tường bất ngờ sập đổ, đè lên nhiều người. 18 giờ cùng ngày, ông Trương Đình Thạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Thọ, thị xã An Nhơn, xác nhận vụ tai nạn trên. Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Đến 19 giờ 47 phút cùng ngày, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động. Bước đầu xác định, vụ tai nạn xảy ra lúc trời mưa khiến tường công trình bị sập. Lúc này có 9 công nhân đang thi công. Đến 20 giờ cùng ngày, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động tại khu công nghiệp Nhân Hòa. Nói chung cũng hơn là do là nó đợt cái chân nó sập xuống dưới lỗ, nên nó que khối cái dầm, nó cất cái cấu trộn, nó đè lên cấu trộn không là cũng chết rồi. Do cái dầm đó là dầm 500, đó là tụi em đứng là nó tô nó lỡ cỡ, nên thành em bị sập cái chân, rớt xuống cái lỗ á, dàn giáo nó chỉ đè người em thôi, dưới mấy viên gạch bức tường á. Do bức tường nó dài, nó to quá, em không có đường nào. Chỉ có rớt mà em hơn là em rớt xuống dưới vàng, chứ không là chỉ đề. Có mấy bạn em nó hơi nặng á, mà em biết nó là sao, có giò em nữa.